Chào mừng các bạn đã đến với Nguyễn Phương Vlog. Hôm nay mình sẽ review và hướng dẫn các bạn sử dụng một sản phẩm thông minh như là trước điều trước công tắc. Ở đây là chiếc ổ cắm hẹn giờ nhé, chiếc ổ cắm hẹn giờ điện tử. Thì sản phẩm này mình được mua từ bên Trung Quốc về. Thì đây là chiếc sản phẩm ổ cắm điện tử, bên trong thì sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng toàn bằng tiếng Trung thôi. Các bạn có thể dùng Google dịch để mình có thể dịch để xem cái tài liệu hướng dẫn, hoặc các bạn có thể theo dõi hết video của mình để các bạn có thể biết cách hướng dẫn sử dụng cái sản phẩm này nhé. Thì trước tiên chúng ta có một chiếc bút chì và một chiếc tăm. Đấy, để chúng ta nhấn vào cái phím ở giữa này. Rồi, như vậy là chúng ta đang reset nhé. Cái này là reset tất cả số nó hiển thị lên và tất cả về không, được chưa? Đây, và chúng ta sẽ tiếp theo là chúng ta sẽ cài đặt ngày giờ và thứ chuẩn cho sản phẩm nhé. Thì để cài đặt thì trước tiên là chúng ta sẽ bấm vào nút bên phải trên cùng phía bên phải nhé, rồi giữ nguyên và bấm nút thứ hai. Đây là nút thứ hai đây. Đây, đây chính là chỉnh giờ nhé. Hiện tại đang là 13 giờ đúng không ạ? Đây để mình xem lại xem nào. Hiện tại đang là 13 giờ 55 phút. Rồi bạn vẫn giữ phím ngoài cùng bên phải phía trên, được ạ? 13 giờ 55 phút. Bấm phím giữa ở dưới đúng không ạ? Bấm phím giữa ở dưới để chỉnh phút. 56 phút. 56 phút. Rồi tiếp theo là mình sẽ bấm để chọn ngày nhé. Đây là đang mặc định là thứ hai này, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu này. Hôm nay là ngày thứ sáu nhé các bạn nhé. Thứ sáu này, 13 giờ 56 phút, được chưa ạ? Đây, 13 giờ 56 phút thứ sáu. Rồi tiếp theo để chỉnh cài đặt giờ bật tắt thì các bạn nhấn phím ở phía dưới, được chưa? Dòng phía dưới phía ngoài cùng bên trái. Đây, đây ở đây thì nó sẽ có 18 cái nhé, 18 cái giờ bật tắt cho bạn để các bạn có thể thoải mái cài đặt bật tắt trong cả một tuần luôn. Đây, bấm lần đầu tiên nó sẽ hiện lên là số 1 đúng không ạ? Và phía trên chữ Trung Quốc ở phía trên, đây là mở. Mở thì mình vẫn bấm vào thứ nhất là giờ, nút thứ hai bên phải nhá. Giờ này mình sẽ chọn ở đây là 13 giờ, được chưa? Bây giờ phút sẽ là chọn 58 phút. 13 giờ 58 phút. Rồi mình bấm một lần nữa vào nút cài đặt đây nhá, phía dưới này bên tay trái này. Rồi đây là giờ tắt này, 14:00 nhá, mình cài đặt 14:00 nhá. Tiếp theo là cài đặt ngày này, cài đặt thứ này thì cái nút thứ hai từ bên trái sang đây là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu này, thứ bảy, chủ nhật này. Đây là từ thứ hai đến thứ sáu này, thứ bảy chủ nhật này. Đây là từ thứ hai đến thứ bảy này. Đây là 2, 4, 6 này, 3, 5, 7 này, 2, 3, 4 này, 5, 6, 7 này. Đây là 2, 4, 6 chủ nhật này. Đấy, còn thế này là mình để cả tuần nhé. Xong mình có thể cài lần thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đấy, cài tương tự. Sau khi cài thì mình sẽ nhấn đây phím phía dưới ngoài cùng bên phải để thực hiện nhé. Rồi và bấm trở lại đồng hồ. Rồi ở đây 58 mất rồi. Giờ mình cài lên 59 này. Nhấn thực hiện này. Nhấn ở đây này. Chỉnh cái này về mặc định nhá. Tự động mặc định này. Rồi bây giờ mình sẽ cắm vào ổ cắm. Giờ này mình sẽ cắm điện thoại nha. Rồi 58. Các bạn đợi mấy giây nữa thì là nó sẽ thực hiện nha. Mình cứ cài đi cài lại vài lần để mình thử, mình test. Đấy. Rồi đã bật. Đây đã đèn sáng nha. Ở đây có một cái đèn sáng này, trên là đèn báo này các bạn này. Đấy.
Rồi mình sẽ đợi 1 phút nữa thì nó sẽ tắt. Thì cái sản phẩm này dùng rất tốt cho những cái bạn nào chuyên về bonsai này, cây cảnh này, cần điều khiển bơm nước này, quạt này, hoặc là những cái dụng cụ như bóng đèn này. Đấy, ở đây thì sản phẩm này thì nó dùng được tối đa là 2.500 W các bạn nhé, 10A, dòng 10A, 2.500 W. Dạ. Rồi chỉ 30 mấy giây nữa, 20 mấy giây nữa là nó sẽ tự động tắt nhé. Đây 14 giờ, đúng 14 giờ nó sẽ tắt, mình cài vào rồi nó cài 14 giờ. Thì bây giờ đúng 14 giờ nó sẽ tắt. Đấy, đấy, bạn thấy chưa? 14 giờ tắt nhá, điện thoại không sạc nữa nhá. Rồi. Các bạn dùng sản phẩm này thì nó sẽ có một số cái vấn đề mà mình cần chú ý. Đấy là khi mình cài đặt, đây mình cài đặt. Mình cài đặt xong giờ là bạn lưu ý là các bạn tất cả các bạn sau khi cài đặt xong giờ là các bạn phải ấn vào chế độ vào cái nút thực thi này nhá, nút ngoài cùng phía dưới bên phải, ấn nút này 1 lần, ít nhất là 1 lần đấy, hoặc quên thì bảo các bạn có thể ấn 1 2 lần để cho nó nhớ, nhưng mà nói chung là mình chỉ cần ấn 1 lần thôi. Thấy chưa, ấn 1 lần sau đấy bạn nhấn trở về đồng hồ, đây nhấn nút phía trên bên phải này, đấy nó trở về đồng hồ đấy. Ở đây thì nó đang là tự động, là tự động nhé, tự động này đang tắt. Rồi có thể các bạn ấn nút thực thi này 1 lần nữa thì nó đang mở nhé. Đấy, thì lần sau nghĩa là đang mở, điện nó vẫn thông, và lần sau kế tiếp, ngày kế tiếp thì nó mới thực thi lại cái lệnh của mình đã cài đặt. Hoặc các bạn đang để chế độ tắt nhé, thì đến giờ mở nó sẽ mở. Đấy, chỉ có một cái lưu ý thôi. Còn nếu ví dụ mà bạn không thích cái cài đặt này nữa, bạn nhấn vào cài đặt này, xong bạn nhấn phím trên phía bên trái, tay trái bạn nút trên cùng phía trái để xóa đi. Đấy, cứ bấm mình xóa đi. Đấy, là mình sẽ xóa hết tất cả các cái cài đặt mà mình đã cài đặt đi. Được chưa? Ừ. Thì nhớ đây là nút giờ này, để cài đặt giờ chuẩn này, giữ chặt phím này và ấn giờ này, phút này. Đấy, được chưa? Thứ này, giờ, phút, thứ, và phải giữ chặt phím này để cài đặt giờ chuẩn. Thứ hai là về phần cài đặt, nhấn vào nút phía dưới bên tay trái và bắt đầu là cài đặt giờ, phút. Được chưa? Sau khi nhấn giờ phút xong rồi, đây là bật này, chữ Trung Quốc ở trên là bật này, nhấn 1 lần nữa thì đây là hẹn giờ tắt này. Đấy, được chưa? Hẹn giờ tắt giờ phút này. Sau khi cài đặt lần số 2 này, giờ phút này, lần số 3 giờ phút này, sau khi cài đặt xong tất cả rồi nhớ ấn nút thực thi, được chưa ạ? Đây nút thực thi là nút này các bạn nhé, nút này nhấn nút thực thi và trở về đồng hồ. Như vậy là bạn đã cài đặt xong nhé. Các bạn có thể test một vài lần, hoặc có vấn đề gì thì các bạn hãy để lại bình luận cho mình sẽ hỗ trợ với các bạn. Ngoài ra thì công tắc cái ổ cắm này là cũng là sản phẩm của Trung Quốc nhé. Ngoài ra thì bên điện quang hoặc là các bên một số bên khác thì cũng có công tắc tương tự, thì nó có cái bản bằng tiếng Anh, thì các bạn có thể là ưu tiên dùng hàng Việt Nam cũng được, hoặc là các bạn có thể dùng hàng Trung Quốc cho nó rẻ cũng được. Cái này là do tùy lựa chọn của các bạn. Còn về cái cài đặt thì nó cũng tương tự như nhau thôi nha các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.